Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và trong video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đăng ký cũng như là xác minh với sàn giao dịch Remitano. Hiện tại đây là một sàn giao dịch tiền điện tử uy tín và khá là phổ biến. Vì vậy nếu bạn nào đang quan tâm tới nó hay là những bạn nào đang chơi trên cái sàn Remitano này mà các bạn chưa biết cách đăng ký hoặc là chưa biết cách để chúng ta KYC thì hãy xem hết video này của mình. Đầu tiên thì bạn hãy nhấp xuống đường link đăng ký mình sẽ bỏ dưới phần mô tả của video. Các bạn lưu ý là hãy đăng ký qua những cái đường link chính thống. Tuy nhiên thì ở trên mạng hiện nay thì có rất là nhiều đường link nó giả mạo. Vì vậy các bạn chú ý là các bạn hãy lấy những cái đường link uy tín để chúng ta vào chúng ta đăng ký. Sau khi các bạn nhấn vào đường link dưới phần mô tả của mình thì đây chính là cái giao diện chính của nó, thì nó sẽ hiển thị ra như thế này. Và để đăng ký thì các bạn sẽ nhìn phần phía trên. Nếu bạn nào đang dùng trên điện thoại thì các bạn cũng làm tương tự với mình. Ok, ở đây các bạn sẽ nhập đăng ký ở đây. Ở đây chúng ta có thể đăng ký hoặc đăng nhập bằng 3 cách, đó là bằng Google, bằng Facebook và bằng email. Ở đây thì mình khuyên là chúng ta nên đăng ký bằng email. Ok, và mình sẽ nhập cái email của mình vào. Sau khi nhập email vào thì các bạn sẽ nhấn vào phần gửi link. Thì lúc này sẽ có một cái email, nó sẽ được gửi về cái email của các bạn, một cái email xác minh. Rồi bạn sẽ mở email của bạn lên, sẽ có một cái sẽ có một cái email gửi về. Ở đây bạn sẽ nhấn vào phần đăng nhập tôi vào Retamino. Thì đây các bạn sẽ nhấn vào thì nó sẽ tự động chuyển sang Retamino cho các bạn. Đó, và nó sẽ tự động là chúng ta sẽ đăng nhập vào luôn. Ở đây thì đầu tiên thì các bạn sẽ điền cho mình một cái username. Username này thì các bạn điền viết không các bạn điền không có dấu cách cho mình nhé. Sau khi điền xong các bạn sẽ nhấn vào phần tiếp tục. Đó, ở đây thì nó sẽ hiện ra cái điều khoản sử dụng, thì các bạn hãy đọc qua cái điều khoản sử dụng này để chúng ta tránh những cái rủi ro cũng như là để các bạn hiểu thêm về nó. Sau khi các bạn đọc xong thì các bạn sẽ lướt xuống và các bạn sẽ nhấn vào phần là tôi đã đọc và đồng ý. Ở đây thì các bạn sẽ nhấn vào và đợi một lát thì nó sẽ chuyển sang cái giao diện chính của cái ví Retamino cho chúng ta. Thì đây là cái giao diện chính của mình, hiện tại mình đang sử dụng trên máy tính. Thì mình đánh giá qua giao diện của cái sàn này thì nó cũng khá là dễ dùng và rất là khá dễ dùng cho những người mới. Thì nếu các bạn quan tâm về cái sàn giao dịch này thì trong những cái video tiếp theo mình sẽ hướng dẫn thêm cho các bạn về một số tính năng trên cái sàn này. Còn trong video này thì bước tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta xác minh danh tính. Thì đầu tiên các bạn sẽ vào cái phần CC Channel, ví dụ các bạn vào phần username của chúng ta nhé. Đó, ở đây sẽ có cái phần đó là xác minh tài khoản, thì chúng ta hãy vào phần này. Xác minh tài khoản nó sẽ làm tăng cái độ uy tín cũng như là nó sẽ bảo mật cho cái tài khoản của chúng ta hơn. Đầu tiên ở đây thì xác minh tài khoản nó chia làm các cấp độ khác nhau và mỗi cấp độ thì nó sẽ mở khóa một tính năng cũng như là tăng cái gia hạn giao dịch cho các bạn. Ví dụ ở cấp 1 thì chúng ta sẽ xác minh số điện thoại. Ở cấp này thì chúng ta sau khi xác minh xong thì chúng ta có thể mua tối đa là 100.000 đô một ngày, hàng ngày, và bạn có thể gửi là 1.137.500 vào ví Retamino hàng ngày. Và bạn có thể gửi 11.375.000 vào ví Remitano hàng tháng. Và hạn mức rút coin sẽ tăng lên là 50 đô trên ngày. Đó, thì đây là đối với phần xác minh số điện thoại thì chúng ta sẽ nhấn vào phần xác minh. Sau khi bạn nhấn vào phần xác minh thì đây các bạn sẽ nhập cái số điện thoại của các bạn vào. Ở phần tiếp theo đó là nó sẽ gửi mã qua xác minh, thì đây chúng ta hãy chọn tin nhắn nhé. Đó, thì sẽ có một cái mã xác minh được gửi về điện thoại của chúng ta, thì các bạn sẽ nhập cái mã OTP này vào. Sau khi nhập xong chúng ta sẽ nhấn vào phần xác minh. Đó, như vậy là chúng ta đã xác minh thành công số điện thoại và bạn sẽ mở được các chức năng này. Đó, tiếp theo bước 2 đó là chúng ta sẽ xác minh tài liệu. Thì đây bạn có thể đọc qua cái phần này là chúng ta sẽ mua được tối đa là 100 đô hàng ngày và hạn mức rút sẽ tăng lên là 1.000 đô hàng ngày. Đó, thì phần này các bạn sẽ nhấn vào phần xác minh. Thì đây bạn sẽ có những cái trạng thái thông minh, trạng thái xác minh. Thì đây hình ảnh xác minh của các bạn cần thỏa mãn các điều kiện sau: một đó là chưa qua chỉnh sửa, thứ hai là rõ nét không bị mờ, thứ ba là nhìn rõ bốn góc của tài liệu, thứ tư là nhìn rõ cánh tay bạn đang cầm tờ giấy, và thứ năm đó là sử dụng giấy viết tay. Đó, thì nếu các bạn mà đăng các hình ảnh mà không thỏa mãn các điều kiện trên thì các bạn sẽ không được chấp nhận. Và quá trình xác minh này thì nó diễn ra ngay lập tức, chúng ta chỉ cần mất 2 đến 3 phút để xác minh tài khoản của các bạn thôi. Và để vui lòng xác minh tài liệu thì các bạn có thể tải lên một trong 3 loại giấy tờ sau: một đó là chứng minh nhân dân, thứ hai đó là bằng lái xe, thứ ba là hộ chiếu. Đó thì các bạn có thể định danh bằng một trong 3 cái loại giấy tờ này. Rồi. Thì nó bảo đây là vui lòng cung cấp ảnh chụp bản gốc chứng minh thư, hộ chiếu hoặc là bằng lái xe.
Đó, thì đây tên đầy đủ thì bạn sẽ nhấn vào, ở đây có cái phần biểu tượng dấu bút thì bạn sẽ nhấn vào, sau đó bạn sẽ nhập tên đầy đủ của bạn. Cái tiếp theo là chúng ta sẽ sử dụng, và thường thường thì các bạn sẽ xác minh bằng chứng minh thư. Ở đây thì chúng ta sẽ nhập cái số chứng minh thư của bạn lên đây. Sau khi nhập xong thì các bạn sẽ nhấn vào nút cập nhật cho mình. Họ tên của các bạn điền y hệt chứng minh thư cho mình nhé, viết hoa có dấu. Sau khi chúng ta nhập xong thì ở đây sẽ có cái phần tải ảnh lên, thì bây giờ bạn sẽ nhấn vào phần tải lên để chúng ta chọn cái ảnh của chúng ta. Phần này các bạn sẽ tải lên cái mặt trước chứng minh nhân dân của bạn nhé. Các bạn sẽ chụp một cái ảnh chứng minh nhân dân của bạn thật là rõ nét. Sau đó các bạn sẽ nhấn vào phần tải lên để chúng ta tải cái tệp nó lên. Sau khi bạn tải lên mặt trước của chứng minh nhân dân thì bây giờ chúng ta sẽ đến với bước 2. Đó là các bạn sẽ lấy một tờ giấy và các bạn sẽ tiến hành ghi các thông tin như sau. Đầu tiên các bạn ghi dòng đầu tiên đó là mua tiền điện tử trên retamino.com. Dòng thứ hai các bạn sẽ điền email của các bạn, dòng thứ ba là ngày và dòng thứ tư là các bạn nó sẽ cho các bạn một cái mã số, thì mỗi người sẽ có một cái mã số riêng và cái mã số này sẽ có thời hạn trong vòng 10 phút nên là các bạn chú ý. Đó, các bạn ghi y hệt như này nó cho tên tờ giấy của các bạn. Đó, sau đó các bạn sẽ để chứng minh nhân dân lên và các bạn sẽ chụp một cái ảnh lại. Đó, và các bạn sẽ tải lên đây. Thì bạn cứ ghi làm sao nó giống y hệt như màn hình hiển thị trên cái màn hình của các bạn là được. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành tải nó lên nhé. Chúng ta sẽ tiến hành chụp ảnh và tải cái tệp đó lên. Bước tiếp theo thì chúng ta sẽ tiếp tục là đặt tờ giấy trước mặt và các bạn chụp một cái bức ảnh mà các bạn đang cầm tờ giấy, kèm theo là cái tờ lúc nãy mà chúng ta vừa ghi ra có các cái thông tin ở đây. Thì bạn sẽ cầm lên theo kiểu này và chúng ta sẽ chụp một bức hình selfie có cả mẫu giấy các bạn ghi và có cả khuôn mặt của các bạn. Sau đó chúng ta sẽ tiếp tục là tải lên. Ok, và sau khi các bạn đã tải lên xong rồi thì bây giờ chúng ta sẽ chờ xác minh và hình ảnh của chúng ta sẽ thỏa mãn các điều kiện, đủ điều kiện lúc nãy mà mình đã nói, thì nó sẽ yêu cầu và nó sẽ tự động phân tích và xác minh cho chúng ta. Và sau khoảng 30 phút tới 1 tiếng thì nó sẽ có cái mail báo về mail cho các bạn. Thì đây nó sẽ có ba cái mail báo là tài liệu của bạn đã được chấp nhận. Đó thì bạn sẽ quay lại cái phần trang Remitano. Đó, ở đây thì bạn sẽ nhấn vào phần hồ sơ của bạn và các bạn nhấn vào phần xác minh tài khoản. Thì đây sẽ có một cái phần đó là xác minh. Thì chúng ta sẽ làm một bước cuối cùng, đó các bạn sẽ nhấn vào cái bước xác minh này. Ở đây thì các bạn sẽ tiếp tục là tải lên cho mình một bước cuối cùng nữa là chúng ta sẽ quay một cái video ngắn. Các bạn sẽ nói những cái dòng ở đây, nó cho chúng ta nói ở đây. Hôm nay là ngày bao nhiêu, tôi muốn mua tiền điện tử trên remitano.com bằng email. Đó rồi, và các bạn đọc lên cái mã này. Đó, và các bạn sẽ nói, và cái mã này của bạn sẽ hết hạn trong vòng 10 phút. Nên là các bạn sẽ quay một video và các bạn nói nhanh, các bạn cầm chứng minh nhân dân lên như cái người này nó đã mô tả ở đây rất là rõ ràng, và các bạn quay trong cái khung và các bạn nói để nó thu âm lại. Thì việc này nhằm giúp xác minh cái tính minh bạch của cái user cũng như là để tránh các rủi ro về sau khi mà có trường hợp rửa tiền hay là scam. Đó thì chúng ta hãy xác minh như thế này. Thì sau khi mà các bạn đã xác minh, các bạn đã nói xong, các bạn quay xong một video nói xong như thế này thì chúng ta sẽ tiến hành đó là tải lên. Để cái video của các bạn thì sẽ ở định dạng MP4 nhé, tức là chúng ta sẽ ở định dạng cái video. Sau khi mà các bạn tải lên xong thì nó sẽ hiện ra là đang phân tích và xác minh. Thì bây giờ các bạn sẽ đợi nó xác minh. Ở đây nó đang phân tích các tài liệu của chúng ta, thì các bạn được xác minh. Như vậy là chúng ta chỉ đợi lần này nữa thôi là nó sẽ xác minh xong cho các bạn. Và các bạn sẽ sử dụng cái ví Retamino này một cách bình thường. Và chúng ta giao dịch theo cái hạn mức, theo cái cấp độ mà chúng ta đã xác minh. Ok, và các bạn đợi một lát thì nó sẽ báo lên là tài liệu video của bạn đã được nhận dạng và bạn đã được chấp nhận. Và đây các bạn sẽ quay lại phần tài liệu xác minh, các bạn load lại thì nó sẽ hiện lên là tài liệu của bạn đã được xác minh. Thì đây bạn sẽ chọn và sản hồi nó làm nó xác nhận nhanh hay bình thường hay là chậm. Thì đây mình thấy nhanh, chưa đầy 1 phút nó đã xong rồi nên mình sẽ nhấn là phản hồi nhanh. Đó, như vậy trạng thái tài khoản của mình đã trở thành là đã xác minh rồi nhé. Nếu bạn sẽ vào phần xác minh tài khoản thì chúng ta sẽ thấy là cái phần này cấp xác minh cấp 2 của chúng ta đã xác minh. Đến với bước xác minh cấp 3 thì ở đây thì mình cũng không chúng nó cũng không bắt chúng ta phải bắt buộc là chúng ta phải xác minh ngân hàng. Tuy nhiên là khi mà bạn có một lượng tiền lớn mà bạn muốn giao dịch lớn, cũng như là bạn có thể gửi vào cũng như là rút ra được cái số lượng lớn hơn, thì bạn sẽ xác minh tài khoản ngân hàng.
Đó, thì nếu bạn muốn xác minh tài khoản ngân hàng thì nó cũng vô cùng đơn giản, các bạn chỉ cần dùng tài khoản chính chủ là chúng ta sẽ xác minh một cách dễ dàng. Tiếp theo là những cấp 4, cấp 5 thì đây là dành cho những bạn mà trader lâu năm thì bạn sẽ có thể phần này thì phần này mình không nói thêm. Và tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn và review qua cho các bạn một số cái tính năng trên sàn Retamino. Đầu tiên là phần giao dịch P2P. Thì những bạn nào mà các bạn đã chơi VNDC rồi thì các bạn có lẽ cũng biết là cái phần P2P này, tức là chúng ta sẽ giao dịch những người dùng với nhau. Ở đây thì các bạn có thể mua các loại coin bằng giao dịch P2P. Tiếp theo là phần Inverse. Ở đây thì phần để chúng ta đầu tư và chúng ta sẽ mua các loại coin. Đó ở đây và bạn có thể nhấn vào phần bắt đầu này. Đó thì đây hiện tại có rất là nhiều loại coin để chúng ta có thể mua. Rồi. Thì để mua thì các bạn sẽ ví dụ như mình muốn mua cái đồng Binance thì bạn sẽ nhấn vào. Ở đây có phần normal tức là phần mua bình thường và phần margin tức là chúng ta sẽ sử dụng lãi vay. Đó thì mình khuyên là những người mới chúng ta nên dùng normal, cái lệnh normal thôi nhé. Đó thì đây đầu tư thì chúng ta sẽ cần dùng cái đồng ổn định trong này là USDT. Tiếp theo là phần swap tức là phần để chúng ta đổi từ đồng coin này sang đồng coin khác. Ví dụ mình có một Bitcoin mình muốn đổi sang đồng ETH thì mình sẽ vào cái phần này để mình đổi. Đó, tiếp theo là phần diễn đàn. Thì đây là những thông tin mới nhất của Retamino và những thông tin mới nhất về thị trường sẽ được cập nhật ở đây. Và phần cuối cùng mà mình muốn giới thiệu đó là phần việc làm. Thì phần này thì chúng ta có thể ứng tuyển vào một số công việc ở đây thì dành cho những bạn có các cái ý tưởng hay. Thì bạn sẽ có thể ứng tuyển vào những cái công việc này để chúng ta nhận được những cái đồng USDT, nhận được những cái đồng coin. Đó. Và ngoài ra thì ở một số cái tính năng trên khác như là phần hiển thị số dư thì đây là phần hiển thị số dư trong ví Retamino của các bạn. Tiếp theo là phần thông báo, nó sẽ thông báo cho các bạn những cái tài liệu của các bạn này. Đó ở đây nó vừa thông báo cho mình. Rồi thì đó là một số cái điều mà chúng ta cần biết ở trên cái ví, ở trên cái sàn Retamino này. Tiếp theo là ở phần bảng điều khiển thì các bạn sẽ nhìn vào ở đây cũng sẽ có một số cái chương trình, ví dụ như là chương trình liên kết, rồi là dành cho những freelancer, dành cho nhà đầu tư và thường xuyên sẽ có các cái sự kiện để chúng ta có thể tham gia. Ok, và video của mình đến đây kết thúc. Nếu bạn thấy video này hay và hữu ích thì đừng quên cho mình một like, một subscribe để ủng hộ kênh của mình. Và nếu bạn muốn mình làm thêm nhiều video về cái sàn Retamino này thì các bạn hãy comment xuống phía dưới. Mình sẽ đọc và comment trả lời cho tất cả các bạn những câu hỏi về thắc mắc của các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo.